Xin chào các khán giả của Duy Anh. Như vậy là chúng ta lại chào đón thêm một phiên bản mới của Secofy Quân đội. Chúng có gì độc đáo và cải tiến? Hãy cùng Đức khám phá trong video hôm nay. Ở đây, Đức đang có một chiếc Secofy Quân đội tạm gọi là phiên bản đầu tiên, và bên cạnh là mẫu Secofy Sport Feel Street ra mắt năm 2022 này. Đây được coi là một trong những hậu bản nâng cấp. Quả thực thì với Seiko 5 quân đội vẫn luôn là một chủ đề tốn rất nhiều giấy mực và công sức để đề cập đến trong nhiều năm qua. Cách đây khoảng 10 năm khi mình mới đến với thú chơi đồng hồ thì mẫu này đã có được sự quan tâm rất là nhiều, không chỉ cả ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới, nhờ việc nó là một trong những lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc phổ thông, sở hữu máy automatic, thiết kế quân đội mà lại đến từ một trong những thương hiệu lớn và uy tín hàng đầu thế giới. Thậm chí ở thế hệ mình thì đây còn được coi là một trong những mẫu đồng hồ được ưa thích nhất và rất phù hợp cho những người mới chơi. Trong những năm gần đây thì Seiko đã cố gắng xây dựng lại dòng Secofy bằng nhiều thiết kế mới mẻ cũng như là bộ máy cao cấp hơn. Nhưng Secofy quân đội thì vẫn luôn là một tượng đài khó có thể thay thế, và trên hành trình đó thì hãng vẫn tiếp tục sản xuất những dòng sản phẩm như thế này theo nhu cầu của thị trường thế giới, và trong đó đặc biệt là thị trường Việt Nam. Phiên bản mới Secofy Sport Feel Street chính là nỗ lực mới nhất của Seiko, và theo mình cũng là nỗ lực tốt nhất từ trước đến nay. Khi phiên bản này sẽ chia sẻ rất nhiều điểm chung với mẫu nguyên thủy, đồng thời được nâng cấp nhiều về mặt kỹ thuật. Cái tên Feel Street được mang hai ý nghĩa. Feel có nghĩa là chiến trường, hay còn có thể được hiểu là đồng hồ quân đội với những đặc trưng của các nhiệm vụ quân sự. Street có nghĩa là phong cách đường phố, năng động, trẻ trung và hiện đại. Thực tế thì Seiko ngầm ý rằng đây sẽ là một trong những mẫu Feel Watch dành cho giới trẻ, hướng tới giới trẻ. Cả hai mẫu này thì đều sẽ được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của Bewiren, những mẫu đồng hồ được không quân của Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay thì đây vẫn là một trong những thiết kế đồng hồ phi công kinh điển với vẻ đẹp vượt thời gian. Nổi tiếng nhất có thể kể đến như mẫu Pilot của thương hiệu hàng đầu Thụy Sĩ là IWC. Thiết kế này được đặc trưng bởi hai vòng tròn số phút và số giờ nằm tách biệt. Vòng phút thì có kích thước lớn nằm ở phía bên ngoài, còn vòng nhỏ hơn sẽ là vòng giờ ở vị trí trung tâm. Đảo ngược so với hầu hết các thiết kế đồng hồ thông thường, và ở góc 12 giờ sẽ là một hình tam giác. Các chỉ số này đều được in rất là rõ ràng, sắc nét và gần như là không thay đổi màu sắc ở các góc nhìn khác nhau. Mực in cũng sẽ nổi lên một chút giống như là nét của bút xóa, một đặc trưng của đồng hồ phi công. Điểm khác biệt tiếp theo chính là bộ kim. Trong khi nguyên bản thì sử dụng kim lô song, giống với nguyên mẫu của đồng hồ quân đội Đức, thì phiên bản mới lại sử dụng một kiểu Catro dàn thể, tương tự như dòng Mark 4 hay là Mark 5 được không lực Hoàng Gia Anh sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Kiểu kim mới này thì có một diện tích lớn hơn, qua đó thì nó cũng nổi bật hơn và tăng hiệu quả của tính năng dạ quang. Cá nhân mình thì sẽ thích kiểu kim mới hơn. Ở nguyên mẫu ban đầu thì mặt số sẽ được làm trơn, trong khi đó ở phiên bản mới thì sẽ có hiệu ứng cat grain, trông rất là rõ nét. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có logo Secofy ở góc 12 giờ và bộ lịch kép ở góc 3 giờ. Lưu ý là ở đây đã có sự khác biệt giữa cái logo số 5 theo kiểu cũ và kiểu mới. Về thiết kế vỏ thì hai mẫu này có phong cách khá là tương đồng, ngoại trừ vị trí của núm chỉnh giờ. Tuy nhiên thì xét về hoàn thiện thì phiên bản mới lại hoàn toàn vượt trội. Khối thép không gỉ cứng cáp được hoàn thiện phay xước tỉ mỉ, tạo nên một cảm giác cao cấp hơn hẳn so với phiên bản cũ. Ở mặt đáy thì vẫn sẽ là lớp kính trong suốt, nhưng cỗ máy bên trong thì đã được thay đổi. Phiên bản mới sẽ dùng máy 4R, một bộ máy phổ biến nhất của Seiko hiện nay, được ứng dụng trên cả những dòng cao cấp hơn như là Presac hay là Prospect. So với 7S thì 4R Series được nâng cấp thêm tính năng lên cót bằng tay cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ. Điều này thì rất tiện lợi cho những ai không thường xuyên đeo đồng hồ hoặc là sở hữu nhiều chiếc đồng hồ cơ khác nhau. Các bạn có thể nhanh chóng nạp đầy lại năng lượng bằng cách là vặn núm khoảng 10 đến 20 vòng. Ngoài ra thì máy 4R cũng được đánh giá là có sự cải thiện về độ ổn định so với 7S. Hiện nay thì cấu hình máy 4R cũng như là tương đương với loại máy này thì có thể coi như là tiêu chuẩn của đồng hồ cơ phổ thông. Bộ dây dù đặc trưng thì cũng được cải tiến với việc bổ sung thêm lớp lót da ở mặt phía dưới để cho cảm giác ôm tay hơn khi đeo. Như các bạn có thể thấy ở đây. Đồng thời thì Seiko cũng sẽ bổ sung thêm các phiên bản dây thép cũng như là các cái màu sắc khác để giúp các bạn có thể có thêm những lựa chọn. Để tham khảo kỹ hơn, các bạn có thể truy cập trang web là đồnghoduyanh.com. Phiên bản mới sẽ có kích thước lớn hơn tương đối, cụ thể là đường kính vỏ 39,4mm và lắc tô lắc là 48,1. Sự chênh lệch này theo mình là cũng tương đối rõ nhưng vẫn rất gọn gàng với so với các lựa chọn đồng hồ phi công hay quân đội phổ biến khác, hoàn toàn phù hợp cho những bạn có cổ tay nhỏ và vừa. Phiên bản truyền thống này thì có đường kính vỏ là 37mm và sẽ phù hợp cho những ai tay nhỏ hoặc là thích đeo đồng hồ nhỏ. Nhìn chung thì mình thấy đây là một phiên bản nâng cấp đáng giá, đem lại những trải nghiệm tốt hơn về nhiều mặt.
Còn các bạn đánh giá sao về bộ sản phẩm mới này của Seiko? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới và đừng quên ghé thăm các cửa hàng của bên mình để trực tiếp trải nghiệm. Đức xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.